thì tầm khoảng một tuần chúng ta nên vệ sinh máy một lần bằng cái dung dịch vệ sinh của Foro. Nếu như bạn nào đang dùng máy rửa mặt của Foro và bạn đang gặp tình trạng như là máy đang bị thâm kim nè, rồi đang bị dơ, bẩn, cứng đầu mà chùi không ra, tẩy không ra, chà không ra, bla bla các thứ, thì các bạn hãy xem hết video này vì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách bảo quản máy làm sao để mà hạn chế tình trạng bị thâm kim máy, với cả là cái cách để mà vệ sinh máy làm sao để cho máy sạch sẽ, mịn, sang xịn mịn nhất có thể. Nói đến đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng là ga silicon này kháng khuẩn mà làm sao cần phải vệ sinh. Không đâu các bạn, mặc dù nó là kháng khuẩn nhưng mà nó không có kiểu dạng như là chống bụi bẩn được. Tại vì khi mà chúng ta rửa mặt hàng ngày á, thì những cái cặn của sữa rửa mặt nè, rồi bụi bẩn trên da của chúng ta nè, ví dụ như khi mà chúng ta chà lên chân mày hoặc là lên tóc rồi á, thì những cái thứ bụi bẩn nó sẽ bám vào trong máy của mình, bởi vì cái máy mình có cấu tạo rất là đặc biệt, nó nhiều có những cái sợi gai nè, thì những cái sợi gai này nó sẽ giữ bụi lại, rất là dễ bị bám bụi. Cho nên ngoài cái việc là chúng ta vệ sinh máy mỗi ngày sau khi dùng xong rồi, đương nhiên chúng ta phải rửa thật là sạch rồi và chúng ta bảo quản máy ở nơi khô thoáng sạch sẽ rồi, thì tầm khoảng một tuần chúng ta nên vệ sinh máy một lần bằng cái dung dịch vệ sinh của Foro. Thì ngoài ra thì không nhất thiết các bạn phải đợi tới một tuần đâu, các bạn thấy khi nào máy các bạn dơ thì các bạn có thể vệ sinh cũng được luôn, không nhất thiết là một tuần. Nhưng mà TD thấy hãng khuyên chúng ta là nên một tuần thì vệ sinh bằng cái dung dịch này một lần nè. Cái dung dịch này là dung dịch vệ sinh máy của Foro, thì cái em này TD dùng thì TD thấy cũng rất là hiệu quả đó. Đó thì hiện tại là mình, vì mình quay video này nên mình cố tình thể máy cho mình cho thật là dơ để cho các bạn thấy được cái hiệu quả của cái việc là cái dung dịch này vệ sinh máy, với cả là cái những cái cách mà mình vệ sinh máy á, thì bạn nhìn vô bạn thấy sẽ hiệu quả hơn. Đây các bạn thấy máy của mình á, thì nó đang là rất là dơ nè, bám, mảng bám rất là nhiều luôn nè. Đó rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào vệ sinh máy nha. Cách đầu tiên theo như hướng dẫn của hãng thì chúng ta sẽ dùng một cái chai nước diệt khuẩn. Đây thì hãng nào các bạn muốn dùng hãng nào cũng được. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ làm ướt máy của chúng ta trước nè. Thì ở đây mình sẽ lấy cái màu vàng cho các bạn dễ xem ha, làm ướt ha. Sau đó rồi chúng ta sẽ xịt nước, xịt vào hai cái bề mặt luôn ha, các bạn thấy nè, xịt vào hai bề luôn nha. Sau đó rồi thì mình sẽ tạo bọt như vậy nè, thì các bạn thấy nó sẽ có bọt này ha. Đó thì chúng ta bắt đầu rửa thôi. Đây đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu rửa, chà rửa cho nó tan đều bọt xà bông ra. Thì ở đây mình minh họa cho các bạn xem là mình rửa trong thau nước, nhưng mà ở nhà thì các bạn nên để máy dưới cái vòi nước để chúng ta rửa cho nó sạch cái xà bông này đi nha các bạn. Để dưới vòi nước thì nó sẽ sạch hơn, và các bạn cũng yên tâm, máy này là máy chống nước cho nên là hoàn toàn không có bị sợ vô nước đâu. Đó thì chúng ta rửa như vậy, rửa cho chính là đến khi nào mà chúng ta thấy sạch rồi thì thôi. Đó rồi xong rồi chúng ta sẽ rửa nước sạch lại. Nhớ là nếu mà ở nhà các bạn làm thì các bạn hãy để vào vòi nước cho nó xả nước trực tiếp cho nó ra hết cái xà bông diệt khuẩn đi nha. Cái này thì mình đã rửa bằng nước sạch rồi ha. Rồi đó, rồi mình lau lại gì nè. Đó, rồi các bạn để ở nơi khô ráo. Như vậy là máy của mình sẽ hạn chế được cái tình trạng bị mốc rất là nhiều luôn. Nhưng mà các bạn biết sao không, khi mà mình rửa bằng cái cách này á, nhìn bằng lúc mà nó còn ướt á, thì mình thấy là nó tạm ra sạch rồi, nhưng mà khi mà khô lại á, mình vẫn còn thấy những cái vết giống như là cặn trang điểm á, còn sót lại, nó bám xét ở dưới đây nè các bạn, xét ở dưới này luôn nè. Nó không phải bám ở trên những cái sợi gai mà nó bám ở phía dưới á, phía dưới chân những sợi gai á. Cho nên cái cách rửa máy bằng cái nước xà phòng á, thì Tini thấy là nó chưa có hiệu quả lắm. Và để mà hiệu quả hơn á, thì các bạn hãy thử với cái em nước vệ sinh máy của Foro luôn. Cái này là hãng sản xuất ra luôn. Thì cái cách sử dụng cũng giống như cái em xà phòng hồi nãy vậy á. Đây giờ mình sẽ làm ướt máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm ướt máy nè. Rồi mình sẽ lắc cái chai này nha. Mới mua về thì mình phải lắc lên trước khi sử dụng. Mình cũng xịt y chang như cái chai xà phòng lúc nãy, là mình xịt hai bề. Đó. Đó. Xịt ở bên đây luôn. Ở bên đây các bạn, cái máy luôn, những cái dòng mà Luna 2 hoặc là Luna 3 thì các bạn thấy là nó không có sợi gai nhưng nó vẫn sẽ dơ đó nha các bạn. Xài lâu á thì những cái chất
cặn bã nó cũng sẽ bám vào. Đó, mình xịt như vậy. Rồi mình chà ra. Đó. Dùng cái phần thịt nha các bạn, đừng có dùng cái phần móng nha. Dùng cái phần móng là nó dễ gãy cái sợi gai silicone của mình lắm. Tuy rằng á, là cái sợi gai này nó mình được quảng cáo là rất là dai, nhưng mà nói chung là mình cẩn thận thì sẽ tốt hơn, máy mình sẽ được bảo quản tốt hơn. Đó, các bạn cũng vệ sinh y chang như là cái lúc nãy, cái cách một mà mình đã hướng dẫn đó. Rồi xong rồi, nếu mà các bạn cảm thấy đã sạch rồi á, thì các bạn sẽ rửa máy này với cái vòi nước. Các bạn rửa cho vòi nước chảy thẳng xuống luôn, y chang như lúc nãy mình hướng dẫn các bạn đó. Ở đây thì mình sẽ thị phạm cho các bạn xem bằng cái thao nước này. Đó, rửa sạch. Máy xong rồi thì chúng ta cũng sẽ lau khô máy. Lau bằng khăn mặt nha các bạn. Khăn này phải là khăn sạch mới được nha. Khăn dơ là bám vi khuẩn vô máy chúng ta đó. Đó, lau khô máy rồi để nơi thoáng mát. Vậy là xong với cách thứ hai. Tuy nhiên theo mà Tini thấy á, thì cái cách này nó vẫn chưa thật sự là sạch lắm. Và cũng có nhiều bạn ở trên cái nhóm Foro của mình cũng than phiền rằng là khi mà sử dụng cái em này á, thì chưa có sạch 100%. Và Tini cũng có thêm một cái cách nữa mà cách này Tini áp dụng thì thấy sạch rất là nhiều luôn. Đó chính là chúng ta sẽ dùng một cốc nước nè. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái máy rửa mặt mà đang bị dơ, đang chưa có tác động gì đến nó hết trơn nha. Ví dụ các bạn nghĩ cái này là cái mới đi, tại vì mình thấy cái này nó có dơ nhiều, mình minh họa cho các bạn dễ thấy. Rồi các bạn sẽ để máy ngâm. Các bạn để cái phần gai silicon thôi ngâm vào trong nước. Và khi mà chúng ta ngâm á thì chúng ta để cái phần đít này nè, các bạn thấy cái nút sạc này nè và cái phần đít này nè chổng lên trên và không thấm nước. Rồi chúng ta ngâm như thế này tầm khoảng 20 đến 30 phút. Để như thế nào? Để cho những cái chất cặn bã mà còn bám ở trong máy á, nó được mềm từ từ, nó mềm đi. Khi mà nó mềm rồi á thì mình vệ sinh rất là dễ. Đó, khi mà chúng ta ngâm đủ 30 phút rồi á thì chúng ta sẽ dùng một cái bàn chải đánh răng và chai vệ sinh máy. Đó, ngâm được đủ 30 phút rồi nha. Rồi xong rồi thì chúng ta sẽ lấy cái này ra. Rồi chúng ta sẽ dùng cái chai vệ sinh này, chúng ta cũng phải lắc luôn, lắc đều nha. Rồi chúng ta sẽ xịt lên trên máy. Đây là cách thứ ba nha các bạn. Xịt lên trên máy. Cách này thì Tini nghĩ ra đó, Tini thấy là mình ngâm như vậy á thì nó sẽ dễ ra hơn. Xịt lên trên máy. Đó, xịt nhiều lên. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái bàn chải răng mới nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ chà. Khi mà chúng ta chà như vậy á thì cái gai bàn chải răng này nó sẽ len lỏi vào trong cái sợi gai của cái máy và nó sẽ đẩy sạch đi những cái vết bẩn. Đó. Đó, chà. Chà thiệt là sạch. Bên đây cũng vậy luôn. Đó. Rồi sau khi mà mình đã cảm thấy là mình đã chà sạch rồi, hết vết bẩn rồi á, thì mình tiếp tục để nó vào trong vòi nước sạch và xả trực tiếp nước để đây nó thật sạch nha. Sau đó lau khô lại bằng một cái khăn thật là mềm nha. Thì các bạn thấy là bây giờ em Luna Mini 2 của mình là sạch như mới luôn vậy ha. Và nếu như mà cái cách thứ ba này các bạn vẫn không dùng được nữa thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách cuối cùng. Cách cuối cùng này là hết đét luôn rồi đó nha, không còn gì nữa đâu đó. Là các bạn vẫn sẽ dùng cái ly nước như lúc nãy và chúng ta đổ nước ấm một chút xíu nha. Đó, rồi chúng ta sẽ ngâm máy vào trong ly. Giống như lúc nãy luôn, y chang như cái cách thứ ba luôn. Thì chúng ta sẽ ngâm sao cho cái nè, cái cục pin, cái đít máy nè quay lên trên và cái chỗ sạc pin nè nó cũng theo quay lên trên, nó không thấm nước. Mặc dù máy của chúng ta được giới thiệu là không thấm nước, nhưng mà chúng ta để an toàn và chúng ta để sử dụng được lâu thì chúng ta nên ngâm như thế này. Ngâm chỉ ngâm cái phần gai thôi. Đó, rồi chúng ta sẽ chừa phần pin ở bên trên như thế này để máy của chúng ta có tuổi thọ được lâu dài hơn. Rồi, ngâm trong từ 20 đến 30 phút nha. Rồi, bây giờ 30 phút qua rồi đó. Rồi bây giờ mình lấy ra mình vệ sinh tiếp. Thay vì lúc nãy là mình sẽ dùng cái dung dịch của hãng và chúng ta sẽ dùng cái cây bàn chải đánh răng này để chúng ta chà, thì lúc này mình vẫn sẽ dùng dung dịch của hãng. Mình cũng sẽ làm như vậy. Đó. Mình cũng rửa vậy. Xong rồi mình cũng phải chà cho cái máy mình nó sẽ sạch đi đôi chút. Cho cái máy mình nó sạch. Chà, quyết liệt chà khí thế vô nha. Đó, tới đây, vẫn còn chưa sạch. Rồi, chỉ cho thêm cách mới. Sờ ngang cái gì ha. Rồi, đây là một cái máy tăm nước. Đây là cái máy để vệ sinh răng miệng. Nhưng mà bây giờ nó có thêm một cái công dụng nữa là vệ sinh máy rửa mặt cho chúng ta.
mở máy lên thì đi sợ nó văng quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ không mà mở gì nó không văng đó, kiểu vậy đó. Các bạn thấy không, các bạn thấy cái tia máy, các bạn thấy là cái tia máy này nó rất là mạnh nè, nhìn đây đó, thấy chưa? Cho nên là khi mà chúng ta khi mà xài á thì các bạn sẽ lia cái máy tăm nước này lên vòng những cái chỗ dơ, thì nhờ cái áp lực nó sẽ đẩy những cái vết bẩn, những cái vết bám cứng đầu ở trên máy của chúng ta ra. Và cách này là Tini cảm thấy là sạch nhất trong những cách mà Tini đã sử dụng á. Sau cận cảnh luôn này, hay sau khi mà áp dụng cái cách làm sạch của mình thì bạn thấy là nó đã sáng sủa và sạch đẹp hơn rất là nhiều rồi ha. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái cách mà vệ sinh máy thật là hiệu quả đối với mình. Riêng mình á là mình rất là thích vệ sinh máy kết hợp với em này và cái em tăm nước này luôn. Thì cái em tăm nước này á, các bạn tùy vào sở thích của mọi người, nhưng mà với mình á thì mình có mua riêng một cái vòi này để dành vệ sinh máy thôi. Mình sẽ có hai vòi, một vòi là để mình vệ sinh răng miệng và một vòi á thì mình sẽ để vệ sinh máy để vậy cho nó vệ sinh hơn. Còn tùy các bạn, tại vì thật ra máy thì nó cũng không có dơ lắm, các bạn có thể dùng một vòi mà các bạn xịt để vệ sinh máy luôn cũng được. Nói chung là tùy kinh tế mọi người thôi. Và nếu như mà các bạn muốn biết thêm tham khảo chi tiết hoặc là muốn mua những cái sản phẩm mà nãy giờ Tini chia sẻ trong video này thì các bạn có thể tham khảo đường link mua hàng mình để ở phần mô tả này nha. Mình có nhận mua hộ Foro chính hãng có mã bill, thì nếu như mà bạn nào đang có nhu cầu hoặc quan tâm thì có thể inbox cho mình qua đường link mình để ở phần mô tả video. Bình thường sau khi mà rửa mặt bằng máy rửa mặt xong rồi á thì các bạn chú ý một chút xíu là bảo quản nó thật là kỹ để mà nó sẽ lâu bị dơ hơn cũng như là tránh được tình trạng bị mốc. Cá nhân mình á, thông thường mình bảo quản rất là dễ, rửa xong rồi thì mình sẽ vẩy cho máy của mình nó khô nước đi, rồi mình dùng khăn nè mình lau cho cái máy mình nó khô, rồi mình để nơi thoáng mát, vậy là yên tâm sẽ không bao giờ bị cái tình trạng máy bị mốc đâu nha. Bị dơ thì cái thời gian dơ nó cũng sẽ lâu hơn người ta nữa. Ngoài ra thì nếu như mà bạn có những thắc mắc gì liên quan đến máy rửa mặt Foro hay là tất cả những cái sản phẩm của Foro thì các bạn có thể tham gia vào hội nhóm Foro của Tini làm chủ. Thì trong nhóm này chỉ cần các bạn bóp lên câu hỏi thôi sẽ có rất là nhiều bạn sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn luôn. Nhớ tham gia vào hội nhóm chung với mình cho vui nha. Và đường link tham gia hội nhóm thì mình cũng để phần mô tả video này luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bye bye.